bí quyết để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, trên hệ thống của VSD đã có hơn 2.439 triệu tài khoản giao dịch trong nước, trong đó chủ yếu là của nhà đầu tư cá nhân. Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài đạt 33.024 tài khoản vào cuối tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, lại có một thực tế rằng, đa phần các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều thua lỗ khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. Nguyên nhân này từ đâu? Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng, có 3 nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của các nhà đầu tư nhỏ lẻ khi tham gia thị trường tại Việt Nam, bao gồm kiến thức, trình độ chuyên môn về đầu tư còn thiếu, thông tin về doanh nghiệp còn hạn chế và không có chiến lược đầu tư chứng khoán cụ thể. Câu hỏi đặt ra, liệu họ có thể chiến thắng trên thị trường chứng khoán trước các nhà đầu tư tổ chức đầy kinh nghiệm? Câu trả lời là có, nhưng cần phải có phương pháp và chiến lược bài bản cụ thể. VNDirect đã đưa ra phương pháp để giúp nhà đầu tư cá nhân gia tăng xác suất thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bước 1. Tập trung vào các cổ phiếu Blue Chip. Đó là những cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn, giá trị thị trường của toàn bộ doanh nghiệp, đầu ngành và lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Thanh khoản của cổ phiếu cao, do đó không lo vấn đề thanh khoản, và những cổ phiếu này đã được các cơ quan quản lý chọn lọc và thông qua nên có độ tin cậy tương đối cao. Tuy vậy, nhóm cổ phiếu này vẫn còn một vài hạn chế, như việc còn một số doanh nghiệp xấu lọt vào rổ chỉ số này. Bước 2. Chọn lọc các cổ phiếu. Nhà đầu tư tiến hành chọn lọc các cổ phiếu trong nhóm VN30 hay HNX30 được một trong các công ty chứng khoán top 10 trên thị trường chứng khoán khuyến nghị đầu tư. Thông thường, những công ty chứng khoán sẽ có những bộ lọc và có những tiêu chí về tài chính để sẵn sàng sàng lọc cổ phiếu. Qua lưới lọc này, các cổ phiếu kém chất lượng sẽ được loại bỏ. Nhà đầu tư chỉ nên chọn những cổ phiếu được định giá thấp hơn trên 20% so với giá trị nội tại của doanh nghiệp đó. Bước 3. Theo chân người khổng lồ. Để chắc chắn hơn nữa, nhà đầu tư nên đồng thời lựa chọn các cổ phiếu có trong VN30 hoặc HNX30, có trong danh sách khuyến nghị của một trong 10 công ty chứng khoán lớn và có trong danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư chứng khoán lớn và uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Dragon Capital, Vina Capital, Platinum Victoria, SSI-AM, VFM, MP Capital và EPA-AM.